cả nhà, chúng ta đang xem live, chấm bài comment đến giúp em nhé. Là em Thành Trần, Trần Thứ Hải áo già bác. Đây thì em khui giày. Đây em còn nhiều lắm nên cứ khui. Ngoài giày ra thì em bán thêm một vài món phụ kiện cho các bác nhé. Dây lưng, rồi đồ da, các thứ phụ kiện. Còn áo da thì các bác chờ em đến hôm và em lên thì em sắp xếp lên cả nữ. Chào bác Đình Huy. Thế này em thấy có mấy chục bác rồi, chả thấy comment gì cả. Chả để em đi giật 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 đủ của anh rồi. Mình thích giật thì đứng lên đây mà giật. Em xin chào 54 các bác đang xem live ạ. Các bác vào xem live, mời bác cho nhà em xin một hai nút chia sẻ chấm bài giúp em ạ. Xin cảm ơn các bác nha. Chào bác Ken Lê Linh, chào bác Hoàng Ngô Văn, chào bác Đình Huy, chào bác Thành Trần, chào bác Đinh Duy Hải. Đấy, Hoàng Ngô Văn nhá, hôm nay vào sớm đấy. Hôm nay anh Hoàng Ngô Văn không đi ăn bún riêu à? Chào bác, chào Cường Việt Cường Nguyễn, chào bác Đào Văn Tiến. Cảm ơn anh Hoàng Ngô Văn chia sẻ sốt, chào bác Tùng Mô. Thấy mỗi anh Hoàng Ngô Văn chia sẻ buồn thế. Chào bác Vũ Đức. Thôi chắc là em các bác chấm bài comment chia sẻ giúp em nhé. Em tranh thủ em lên thôi. Em khui ra em lên luôn. Nó thổi dày thì vẫn là cái lẫn lộn nó sẽ có đủ cả. Em lên đang xem mà. Áo này thì nhiều mà anh, áo này áo hàng thể thao luôn rồi à. Cảm ơn bác Vũ Đức chia sẻ xong ạ. Có bạn không sợ là bác 78 bác rồi. Các bác đang xem, các bác mới vào, bắt đầu không phiền cho nhà em xin một hai nút chia sẻ chấm bài giúp em nha. Xin cảm ơn tất cả các bác. Chúng ta có cái phần đấy để khoác lên trên chỗ này. Đấy. Đặt lên bỏ ra, bỏ giày ra cho anh ra. Cái kia này nó có 100 đô đấy các bạn. Em lên dài luôn, nó mất thời gian các bạn. Hôm nay em có cũng nhiều món. Đấy, vứt hết gần gần ra ngoài đấy rồi. Anh cũng sân để giải trí anh ngồi vòng quanh đấy thôi. Cảm ơn bác Đinh Huy chia sẻ cho ạ. Có những nơi giày cũng chưa động đến bao giờ nhưng mà ngày nào cũng khui ra nhiều, khui ra nhiều quá các bạn.
ra ngoài dài ra thì em về cảo dây lưng mới đấy các bác nhá, dây lưng mới rồi thì tinh dầu nước hoa bác cần thì em lên nhá. Sao chưa? Đấy giày em còn nhiều lắm các bác nhá. Đấy, cơ sổ. Và hôm nay em khui mới, lên mới để cho nó đa dạng hơn. Tắt nước điện ở trong đi cho anh để mỗi ở bên này thôi, tắt điện trong nhà đây. Các bác không chia sẻ, không comment gì. Đây luôn này, thì như Tam Man này như có là công sở 39 thì phải. Cắt 39 thì giống hết. Thật kéo ra ngoài thôi, kéo ra, còn ít cả đấy nhá. Đó ngoài kia cầm anh thùng dây lưng với cả. Anh Hòa ơi, rồi ăn cái đất mới còn không anh? Còn nhá, bác Nguyễn Long, còn một ít thôi. Em Nguyễn Long đi giày sai bao nhiêu? Đi đáp sai bao nhiêu? Cầm anh một cái điều khiển đèn. Trong kia, điều khiển đèn. Em đi 40. 40 thì còn em ơi, hình như còn cả 4 màu ấy. Thank you.
em thích màu gì đấy anh chọn luôn xem còn không. Có trắng xanh dương, trắng màu sọc trắng này, sọc xanh dương, sọc xanh lá và sọc trắng đen, hình như anh còn một đôi 40 cả. Còn đôi xanh lá, còn xanh lá em nhá. Em tranh thủ lên, em tranh thủ lên giày, lên dây lưng, lên túi ví các kiểu. Sao có vẻ hơi... Không, lên đang chốt sọc xanh lá 40 lên số điện thoại giúp em ạ. Hơi lạnh lạnh này. Các bác chia sẻ giúp em nhá, tình nhân tặng giày. Thì bây giờ dép với cả ví mới nhà em hết rồi. Thì em tặng giày, em tặng được đôi nào em tặng. Bác chia sẻ giúp em, có lượt chia sẻ thì em mới tặng quà nhá. Chốt đúng ạ, có lượt chia sẻ. Rồi em hôm nay thì em có về thêm được một ít dây công sở này. Và dây cái dây LV này thì các bác rất cần này. Hôm trước thì các bác cần, hôm nay thì không biết, em về được đúng 10 sợi, 5 vàng và 5 trắng á. Bản công sở cực đẹp. Rồi, và giá chỉ có 230.000 một sợi thôi. Được 5 vàng, 5 trắng bản LV là hết nha các bác, em không có 600k nha bác Nguyễn Long. Nhưng em bán xả là 600 ạ. Hỏi gì đấy? Giày Adidas thì nhà anh bây giờ đang để giá là 600.000. Chắc là em cũng xem rồi, cũng biết rồi. Đây em có đúng 10 sợi nha, em lên cái này trước này. Cái này em thấy rất nhiều bác cần, hôm trước thì dành nhau chốt không có. Mạng kém quá toàn bị lát. Chắc là mạng của bác bị kém nên bác lân lưu ạ. Bạn em đang cực khủng ạ. Mạng của bác chứ còn mạng nhà em thì khủng. Mà anh em bây giờ em mấy cái mạng? Một máy. Mỗi máy em dùng một cái wifi. Quá khủng luôn. Chào bác Đặng Chí Vũ, cảm ơn nó chia sẻ cho bác. Chào em Đặng Chí Vũ. Và là Duy Ngọc đây. Chào Hòa nhé, chào anh Thắng Bùi nhé. Anh Thắng Bùi dạo này thích săn cái gì? À cái gì nhỏ nước. Cái gì nhỏ, cái nước hoa Eros, em vô sạc Eros em đang đặt cho anh rồi đấy. Mà đợt này nó sale lại rẻ hơn được một chút. Chỉ hơn 2 triệu một chút thôi. Hôm nào về thì đợt này nó đang sale nhưng mà em lại không dám lấy nhiều, em chỉ lấy về có 3 lọ thôi. Mũ này thì không bán rồi. Biết là đã thích cái gì là phải đào chưa? Biết đâu có lúc nào lại bán. Đây ạ, em lên cái mẫu dây lưng này. Dây này em thấy các bác rất cần ạ. Cái mẫu LV có khắc chữ chìm 24K. Đấy thì cái này thì nhiều bác đi mua ở chỗ khác người ta cứ bảo là mặt lucky vàng 24K và có thể mua đến 600-700 nghìn. Đấy. Nhưng nhà em bán là 230 nhá, em nói luôn. Bản dây 4 phân, mặt chữ LV đúc, rất đẹp. Có màu đen, em chỉ lấy màu đen thôi. Đấy, dây này chỉ 230, các bác luồn vào trong nên là bụng nào cũng vừa. To cũng vừa và nhỏ cũng vừa đấy, dây nó luồn vào trong rất đẹp. Và em chỉ có đúng 10 sợi thôi. 5 đen và 5 trắng. À 5 vàng.
và lăm trắng. Đây. Đấy, bác nào chốt mẫu này lên cho em là mã 230. Ok, mình định 230 vàng hoặc là 230 trắng á. Đầu tiên thì em chốt vàng trước. Đấy, 230 một sợi dây này. Thì cái này thì nhiều bác không biết thì đi mua người ta cứ chém. Thì cũng giá khá cao. Dây da bò thật 100% các bác nhá. Đấy, bản 4cm. Bác nào hôm trước thiếu thì còn ở đây thì chốt, còn không thì thôi, vì những cái hàng này thật ra thì em cũng bán từ từ thôi. Ok, anh từ giờ đến Tết. Đấy ạ, vàng và trắng. Em chỉ có 10 sợi thôi. Rồi về trắng này, nó cũng có dập chìm chữ 24K Louis Vuitton. Và cái này thì các bác chốt cho em là mã LV vàng, LV trắng nhá. LV vàng, LV trắng á, 230 một sợi. Đấy, còn nếu các bác không có nhu cầu dây thì em sẽ lên giày luôn. Không bác nào chốt đúng không? Chưa được bác nào. Để lên cái khác. Hôm trước các bác giành nhau chốt đấy thì em mới gom nốt vào đấy. Không có đâu. Không có để bán. Chai em mít nha. Chai em mít thái. Đầu về vàng chốt cho bác Đinh Huy lên số điện thoại cho em. Đây, các bác cũng chốt, em phải mất công em đứng dậy em lên loại cho các bác này. Rồi, dây của anh rồi. Dây bản 4cm nhá. LV mặt đúc kim loại đúc này. Chữ Louis Vuitton này. LV vàng cho bác Hưng Hòa. Khắc 24K này, em bán là 230 đấy ạ. Đấy, bác nào chốt thì lên cho em mã LV vàng. Em có 5 sợi. LV trắng em có 5 sợi. Hết vàng thì các bác chỉ chuyển sang trắng thôi. Đấy, dây thì các bác có thể tháo. À, dùng đến đâu các bác đục lỗ đến đấy nhá. Đấy, dùng đâu các bác đục lỗ đến đấy cho em. Là chuẩn ạ. Nó luôn vào trong. Đây ạ. Rất đẹp. Công sở quá đẹp luôn. To đến đậu vừa và bé đến đậu vừa. Đấy, mẫu ngân LV vàng 230. Em cam kết các bác là dây da bò thật 100% nhá. Dây da bò liền miếng như này. Đấy. Có 5 sợi vàng và 5 sợi trắng. Bác nào chốt vàng thì lên LV vàng, bác nào chốt trắng thì lên LV trắng, rất đẹp nhá. Đấy, LV trắng nó còn đẹp như thế này này. Em đây cho các bác xem này. Có đủ 5 sợi vàng không? Đây, còn 1 sợi vàng nữa, chắc đủ. Đây ạ. LV trắng nó còn đẹp như này này các bác này. Ở trên này nó có LV này, rồi chữ Louis Vuitton ở đằng trước này. Đấy, rất đẹp nhá, logo. Ở đằng sau cũng đúc, cũng khắc Louis Vuitton 24K. Có như vậy ạ. Bác nào không dùng được vàng chuyển sang màu trắng thì chốt LV trắng. Mày thấy view mắt trả lên. Thắt vào thì chắc chắn là đẹp rồi. Nhưng mà thôi, cái này cứ để từ từ. Nhìn nhiều bác. Đấy chào. LV 230 đây, em lên cho các bác mấy mẫu này. Tem mát full này. Mẫu này thì các bác hôm trước cũng em thấy rất nhiều bác thích. Nhưng mà em cũng hết. Hôm nay em lấy về thêm mẫu ông điệu và mẫu vơ sạc. Đây ạ. Mỗi loại có 10 dây. Mẫu da LV trắng bao nhiêu ạ? 230.000 các bác ạ. LV trắng, LV vàng là 230.
Bác có cần em lên lại thì để em lên, và em không có nhiều đâu. Mỗi loại em có 5 giây thôi. Đây là mẫu này đỉnh này các bác ơi. Bác ngắm giúp em cái mẫu ông điệu này. Chất luôn. Đây các bác nhìn giúp em mẫu dây lưng ông điệu mặt đồng đúc. Mặt đồng đúc nha các bác nha, em cam kết là mặt đồng đúc này. Đấy, đồng đúc và rất là to. Cái ông điệu này, cái mặt ông điệu này các bác xoay được này, khắc chìm vào đây. Logo ông điệu ông đàn này. Đấy, nó đẹp như này, tất cả trên dây khắc ông điệu hết này. Và dây bò sáp, loại bò sáp cháy, nó làm cháy cực đẹp luôn. Ông điệu hết như này, bản 4cm. Chiều dài thoải mái, bác nào. Đây các bác nhìn này, dây nó dày như này này, mấy ly. Con này thắt lên thì cực đẹp. Là cây vàng, các mê đồ gỗ. Cực kỳ đẹp. Rồi tiện đây thì em sẽ lên cả cái dây LV thì em dùng cho các bác xem. Cái dây này nhà em bán là 250.000 nhá. Đây này, tem mác này, đầy đủ hết bên trong, dọc đầy đủ cho các bác này. Ông điệu dọc hết đầy đủ, made in USA, dọc chi tiết hết. Nhưng em nói thật các bác là với một cái mặt đồng đúc và nó to như thế này, đấy các bác nhìn này, nó to như ngón tay em nhé. Chất như thế này cộng với sợi dây bản là 4cm và dây dày mấy ly như thế này, các bác dùng bao giờ nó hỏng. 250 một dây. Nếu em bán đồ da thì các bác yên tâm rồi. Những cái hàng vớ vẩn em không nhập về đâu, mất uy tín. Thật ra trên mạng nó trôi nổi, nhiều khi có thì em cũng xem. Người ta chạy quảng cáo, người ta bán cái dây này nó không phải dây da đâu các bác, nó là dây giả đấy. Mà nhà em thì các bác yên tâm. Đây ạ, nếu chuẩn thì các bác sẽ dùng như này. Đấy, em nó đang thừa thì thôi em đeo tạm này thôi nhá. Đấy, nó sẽ đẹp như này. 250.000. Mẫu ông điệu này các bác chốt giúp em là mã ông điệu. Mã ông điệu nhá. Em chỉ mẫu này có 10 sợi. Mã ông điệu 10 sợi. Dày nó quá là khủng luôn. Dày chất. Đây chị đưa anh cái LV đây, anh cài vào các bác xem. LV vàng, LV trắng này các bác luồn vào trong. Trên mạng trừ những nhà mà bán uy tín rồi thì em không nói làm gì, còn không các bác mua trôi nổi là dính vào dây giả đấy, dây giả da các bác nhé. Đây ạ, đấy là về các bác đeo vào trong nên là quần nào cũng vừa, nhỏ thì các bác đục thêm lỗ. Ông điện cho bác Hoàng Hùng. Mã này là 230 nhá, nhà em bán là 230. Không, ông điện anh đang đọc có một màu đấy thôi. Ông điệu thì chốt có một mã ông điệu thôi. Đấy, và cái LV nhà em thì có khắc chữ dập chữ 24K các thứ đấy, như các bác bỏ qua đi nhá. Nhiều người ta cứ chém gió, người ta lừa các bác đi mua thì người ta cứ bảo là dây này là dây cái gì nhỉ, LV của Pháp, và nó được bọc vàng 24K. Ông điệu bác Phương Thế Thọ chốt lên trên mạng cái gì nhỉ, người ta hãng người ta bán mấy triệu, em bán cho các bác 600-700 thì các bác là bị lừa hết nhá. Không có giá, nó khủng khiếp đâu ạ. Em bán là 230. Đây ạ. Cái mẫu này thì các bác chốt cho em là mã LV vàng nhá. 230 thôi ạ. Và còn một mẫu trắng thì các bác chốt cho em là LV trắng. Bác Ba Lê. Bác Phương Thế Ngọc. Chốt lên sổ cho em. Trắng thì chốt LV trắng ạ. Đây các bác nhìn nước mạ này, chất như thế này ạ.
Nói chung là những cái mặt hàng nhà em thì toàn là những cái hàng thiết yếu thôi, các bác dùng hàng ngày thôi, quần áo, giày dép, rồi đồ dùng cá nhân. Cái mẫu ông điệu này chất. Đây em lên thêm một mẫu vuông sạc nữa để gắn giày. Các bác xem giày thì chờ em một chút nhá. Em lên nốt mẫu giày để cho em lên giày. Bác nào chốt tinh dầu nước hoa thì có thể vào trang page, trang cá nhân nhà em có đăng bài chi tiết về mùi hương, độ lưu hương, rồi chất lượng. Em có đăng ở trên bài thì các bác vào. Bác vào đấy thấy chốt, bác chốt hai giây ạ. Vào xem ạ, vào xem xong rồi. Thật ra cái dây này nó có hơn 200.000 một cái dây da chất thế này thì các bác có dùng 1-2-3 cái nó bình thường. Một dây nhà em thì nếu những bác dùng vip vip thì có những bác mua cái dây lưng vài triệu là bình thường mà. Nhiều bác thì còn không biết đến cái đồ da thật như nào. Áo da thế, mua chỉ biết mua những cái áo giả da thôi, không biết phân biệt thế nào là da thật da giả. Đây em lên thêm các bác một mẫu này. Bác nào cũng thích. Anh Hà không có đơn nhá, không lên số điện thoại. Bác Nguyễn Tân Sinh, Đây là mẫu vừa sạc nhà em nhá, các bác nhìn này, đồng này. Đấy, đồng đúc xịn nha các bác nhá. Về các bác cứ kiểm tra thoải mái cho em, nó nặng và chất lắm ạ. Nếu mà bỏ đỗ Hà Mạnh Hà đi là đủ. Rồi. Đấy, cái mẫu LV nhà em chỉ có 10 giây chốt hết rồi các bác nhá. Hết rồi nha bác Mạnh Hà, 1 tiếng sau mới lên thì em đi dự bị ạ. Em lên thêm mẫu này ạ. Chốt để con sợ. Mẫu vừa sạc vàng đây các bác nhìn này, cái hình đầu vừa sạc này. Đấy, nó làm đây chữ vừa sạc khắc sâu vào trong khuôn đồng đúc ạ. Đây đầu vừa sạc nữa, dây này. Khắc hết vừa sạc nhá. Đấy, các vừa sạc đến đầu điểm cuối cùng nó cực đẹp như này. Và bên trong này đầy đủ chi tiết cho các bác như này. Dây da bò, dây mấy ly. Đây này em cũng bán là 250. Cái này chữ vừa sạc các bác viết thì nó sẽ hơi khó nên em sẽ đọc cái mã là mã 20 nhá. Thái Nguyên 20 mã 20 này cũng 250 á, nó là vừa sạc. Bác chốt cho em mã 20 đây ạ. Đấy, đỉnh luôn. Đấy, mã này là mã 20 ạ. 250. Cho em bình định. Đây riêng các bác nếu chốt hàng nhà em thì các bác yên tâm, cái dây này nó là dây da xịn sò nhá, dây da chất, dây da cực chất. Còn các bác đi mua ở đâu thì em không dám bảo đảm đâu. Đấy, những nhà uy tín thì chắc chắn là người ta cũng lấy được cái hàng này về bán. Còn những cái chỗ trôi nổi thì chạy quảng cáo các thứ thì các bác dính dây giả da là bình thường. Còn riêng nhà em thì các bác yên tâm. 10 cái, 20 là 10 cái. Cứ chốt đi, chốt 10 cái. Có 10 sợi thôi. Đây em xem còn cái gì không. Mã 20 các bác cứ chốt đi nha. Đúng rồi, có 10 sợi thôi. Đấy, để em lên giày. Chưa lên số
Bác Chi Nguyễn mã 20, Văn Công Tú Quang mã 20. Chào ông mèo nha. Bác mèo nay lên sớm thế. Hôm sau để lôi quần VIP nhà em về, em sẽ lên nguyên cho các bác combo quần, quần áo, giày dép, dây lưng để em lên nguyên set đồ cho các bác. Quần hôm nào về anh quần chắc có khả năng là mai. Anh Lâm, anh Lam khả năng là mai về quần hiệu chất. Giờ này em về lô quần chất lắm các bác, mà có 5 màu cơ. Nhưng không nhiều. 5 màu mà chia ra 100 con quần thì nó không được bao nhiêu. Mỗi cái nó chỉ được, mỗi một loại nó chỉ được 20 con thôi. Form thì cực đẹp, giá nó cũng đẹp. Các bác em về thì nó không được nhiều, đúng 100 con quần thôi. Bác nào nhanh thì còn, chậm thì hết. Đây, em giày đây. Giày thì có giày. Đây, bán hàng mãi mà. Có lúc nhìn cái hiệu ba mũi tên này không biết đọc nó là cái gì. Cái này thì bây giờ em nhớ rồi, nó là Dead Center. Đấy, lúc lên bảo chỉ biết là cái này nó là hiệu thôi, nhưng mà không biết nó là cái hiệu gì. Đấy, cất rồi, cái giỏ để đấy, cái giỏ anh đây. Thì các bác cần sau sau vào lên. Anh Xuyên. Ủa vậy? Thôi, đầu like em sẽ lên, đầu like dày em sẽ lên cho các bác một đôi siêu phẩm. Đây. Tí ở trong kia còn nhiều giày. Đông tụ quan hết rồi, mã 20. Có hết rồi đây à? Đông tụ quan xem nhé. Cho mã 20, bác Ngô Vũ Huy này, bác Đông tụ quan là bác Chi Nguyễn. Chí Nguyễn này, bác Long Nguyễn, Bình Tịnh. Và Hùng Hoàng, các ba đôi. Là bác dây bên trước. À, chào em Lửa Phượng Hoàng. Kênh này rảnh rỗi nhé. Bảo gì đấy? Đang thập thò cổng. Có size 28 không anh? Có em ơi. Còn từ 28 đến 36 hay 29, em 28 thì em mặc 29 là được rồi. 29 đến 36. Các bác đang xem like chấm bài comment lên giúp em nhá. Có em ơi. Chỉ tí thôi quên thì thấy con mồi nó cho vào. Ừ, đỉnh quá. Đúng một đôi xài cực chất các bạn. Xài trần nhà luôn. 40-40.5. Xuất sắc. Ủa, chào bác Hồ Hiền, hôm nay có cả bác Hiền còn xem. Đôi này gọi là xuất sắc ạ. Đôi này các bác nhanh tay chốt nhá. Size 40-40.5. Đôi này bình thường em sẽ bán là 500. Nhưng mà đầu like thì em chi ân là 390. Đấy, chốt mã 39. Em không nói sai nhá, đôi này em bán 500 là nhiều bác chốt luôn ạ. Không phải em nói chém gió vớ vẩn đâu. Nó đẹp lắm ạ. Đây, selector form đỉnh như này.
size lại size đẹp 40 40,5. Xuân má 39 cho bác Đinh Tú Mai, xử lý cho bác Trần Anh Trung. Đấy, riêng đôi này nhá, em không nói sai, em bán 500 thì chắc chắn nhiều bác chốt. Bởi vì tâm lý đi săn giày thì em quá rõ rồi, em cũng là cái người đi săn giày. Chấp nhận là những cái đôi đẹp, có những bác thì chỉ săn ở cái mức trung bình thôi, nhưng những cái đôi đẹp xuất sắc thì kể cả đắt hơn 100-200 nghìn vẫn chơi bình thường. Chốt cho bác Đinh Tú Mai, cảm ơn bác nhá. Mai thì rời. Em Saman có ở đây không? Đôi này không biết có phải. Ôi, đôi này đẹp quá. Đôi này chắc không được 39 rồi. Em có một đôi Z. Cái giày này thì bình thường em sẽ bán là 250 nghìn, nhưng đôi này nó đẹp quá, đôi này nó gọi là xuất sắc, em bán là 300. Đây này, bác nhìn này, gọi là xuất sắc luôn, như giày mới. Size đôi này thì chắc là, ôi, sao báo to này, chẳng lẽ 42 à? Này khách đang đặt một đôi đây, tôi chắc bán gì nhỉ, vừa mới lên cất đi các bác chửi do. Ồ, đẹp quá các bạn. Đây anh mà kiếm được đôi 39 anh mà đang mang có đây gọi nhờ rồi anh cứ khoản cho em. 300 các bác chốt giúp em mã 300, đôi này nó quá đỉnh luôn. Size 42 nhá, size 42 300 nghìn, đỉnh như này các bác. Đẹp xuất sắc, như mới luôn. Xoay chân 42. Giày mới khui. 300 cho bác Kiên đi Nguyễn. Một đôi giày bé tí. Bé xíu. Cái tinh dầu nước hoa thì em chỉ còn 10 chai thôi nhá các bác nhá. Tinh dầu nước hoa chính thức là bán mười mấy chai rồi. Hôm qua lên ba hôm qua các bác chốt mười mấy chai rồi, bây giờ em còn có 10 chai thôi. Em là bác nào chốt thì tranh thủ một chốt nhá, không là đã hết đấy, em không về đâu. Chốt một chơi Tết. Em còn 8 chai thôi. Yeah. 8 chai rồi. 39,5 40, quá đẹp, form bé tí như này mà cũng được 40. Cho sau lấy cho anh cốc nước. 39,5 40 ạ, một đôi giày da phun da hết rồi, các bác nhìn rất đẹp nhá, 250. Gọn lắm ạ, 250 đấy này. Chốt lên giúp em mã 01 ạ. Các bác nhìn những quạt quỳ nó sáng bóng đẹp này, cầu viền hết rồi, đế điếc ngon lành này. 250. Một đôi lười, lười slip on đẹp như mới á. Lười slip on đẹp như mới, đôi này size to. Già nó chất khủng khiếp luôn. Không, cứ cho vào. Uống đi, cho vào dùng một tí chứ uống đi. Không, cứ cho vào. Size này 42 kìa. 42, 41,5. Đôi này nhìn khủng đấy. Đó là chốt cái đôi 250 đấy lên cho em mã 01 kèm số điện thoại.
Đồ đại đỉnh luôn các bác nhá, tăng được thêm mấy phần chiều cao, 41,5 42. 41,5 đến 42 đẹp như này ạ. Đồ này còn mới lắm các bác nhá, đây. Đây. Mới lắm ấy. Đồ này em bán 270 mã mới. Đây, các bác nhìn miếng da nó dày như này. 270 mã mới. Size 42, 41,5 đi được ạ. Đây em thấy cả một kiện nó có mỗi một đôi dép. Xuân mã 01 cho bác Đậu Đậu. Mã mới cho bác Lê Lê. Lấy tên các bác hay thế. Có mỗi đôi dép này, cá chất. Da. Dép da chất ạ. Có đôi dép này bán rẻ. Có ai phết nhỉ? Dép size 42. Một đôi dép size 42. Đôi này em kiểm tra xem nó phải da bò không. Thôi bán rẻ đi. Mới lắm. Đôi này khả năng không phải da bò đâu. Thôi các bạn 50k. Mà em sẽ tặng cho bác nào chia sẻ nhá. Tặng cho bác nào chia sẻ này, có lượt chia sẻ cho tao hôm nay em không tặng quà đầu like. Nên các bác chia sẻ giúp em để em tặng đôi này nhá, như mới nhá. Đấy, dép size 42, dép thì bác nào cũng đi được. Chốt cho em mã số là từ 1 đến 9. Em tặng đôi dép size 42. Thôi em tặng. Em ơi các bác, đôi sneaker trắng muốt ạ. Quá đẹp. Đôi này em báo giá luôn. Đôi này thấy báo size 41,5, em bán 300 nhá. Những cái giày này các bác hay xem live nhà em thì các bác sẽ biết, trước em bán toàn 500-600 nghìn thôi. Cái này không được 41 đâu, cái này chắc chỉ 40. Đầu tiên, bác Lân Lưu thì không chốt, để bảo tặng em đi. Bác Dương Ngọc Điệp có chốt không lên, không chia sẻ. Bác Hồ Đức chốt sau, bác Quân Lo không chia sẻ. Bác Trường Phái không chia sẻ. Bác Hồ Đức sau. Phỏng quá đẹp các bạn, 40-40,5. Đôi này bác nào vừa thì nhanh tay chốt đôi này này các bác ạ. Đỉnh chọn 40-40,5 quá đẹp. 300 nghìn. Chốt giúp em mã số 30. Mã 30. Đẹp xuất sắc. Đôi sần ích cơ. Đỉnh luôn. Em chưa thấy đôi siêu phẩm nào. Đây tảng. Ui trăm đôi này kiểu gì chả có đôi thấp thấp vip vip. Giày công sở 250. Bác Hồng Nguyễn hôm nay chốt tăng lương không lên điện thoại. Chốt mà 30 bác Trần Anh Trung lên điện thoại cho em. Sự bị cho bác Quân to. Em lên cho bác một đôi giày size 39,5-40. 39,5-40 có giá 250 nghìn. Đôi công sở đẹp.
cho giúp em mã số 03. Đây ạ. Mã số 03 250 một đôi công sở. Size 39,5 đến 40. Có luôn mà không ra mổ. Đôi thể thao lớn xịn của em cất trong kia là. Bao tiền em? 250. 250 mã 03. Sao lại bán á? Mã 03 con đang đặt hàng Hoàng Phi lên số thoại cho em ạ. Tôi bốt chất mà không biết khách nhà em có bác nào thích bốt không. Em có bỏ đây đã. Em có một đôi giày khá là đẹp, giày lười công sở, đôi này ra bóng các bác không cần phải đánh xi. Đấy, ra bóng chất. Bình thường các bác đi mua đôi da bóng rẻ tiền thì nó chỉ là da đẻ thôi. Nhưng cái này nó là da xịn ạ. Không bao giờ phải đánh xi đâu. Nó lên form lắm. Size 41 các bạn, 40,5 đi được. 41, 40,5 đi được, màu nâu cà phê, cực đẹp. Đế này, 250 ạ. Đấy, khâu viền, khâu đế này, chất chưa các bác. Mã nâu 250. Size chân 41, chân 40,5 đi ok. Đau đầu. Em có một đôi công sở. Các bác giày sần ếch cơ các thứ thì cho em chút nhá. Tí nó nằm hết ở trong đống này. Em phải lên dần thôi, có cả thể thao nai đáp các thứ liệu. Đôi này quá đẹp, đôi ham skin này chắc là phải size 42. Đúng ạ, 42. Chân 42 là chuẩn nhất ạ. Ham King có giá 250, mã số 04. Đây ạ, một đôi công sở hiệu Ham King cực đẹp. Mã số 04 giúp em. Đây ạ. Đế này các bác này. Đẹp chất luôn. Này mới quá. Mã 04 chúc cho bác Phạm Đức. Ồ bác Lê Lê, xin bác Lê Lê nhé, thông cảm nhé. Bác là khách mới mà đích ảo em thấy bác nào bác cũng tốt. Nếu mà bác thực sự muốn tốt thì bác bảo chuyển khoản cho em. Cặp cho em thì em sẽ tin. Tốt hết à? Tốt xong hôm nay chuyển khoản. Em giờ vớ phải mấy cái bác
ra trên mạng này thì đôi khi nó cũng có lắm các bạn. Nhiều bác vip như em cũng không biết đấy, và nhiều bác linh tinh như em cũng không thể biết được đâu. Đôi này size chân 40. Size chân 40 các bác nhá, đẹp lắm ạ. Size chân 40, 250.000, bác nào chốt lên giúp em mã số 40. Mã số 40. Đôi này đỉnh luôn. Đôi này là một đôi giày vít này các bác này, hiệu Calvin Klein, nó là CK đấy ạ. Nhưng mà đôi này đỉnh lắm, nó là giày vải dù. Nó là dáng không sỏ nhưng nó là vải dù các bác này, đôi này vít này. Đế kết này. Calvin Klein này. Đôi này đỉnh luôn. Đấy, mấy bác nào hay chơi đồ hiệu một chút thì các bác mới nhìn thấy cái đôi này nó tinh xảo như nào. Đơn giản mà đẹp nhá. Nhưng em nghĩ size nó phải size to. Cái này nó rơi vào khoảng 42 đến 43. Bác Calvin Klein này. Đó là vải dù nha các bác nhá. Cực kỳ bền luôn. Vâng. 43. Đôi này 43, chân bác là 42,5 cũng được ạ. Giày VIP đấy ạ. 300.000. Mã CK. Đấy, chờ em chút em lên cái form đã. Em lên form các bác nhìn xem nó có đáng tiền không nhá. Đôi này đi cực về. 42,5, 43. Mã CK 300.000. Đó là Calvin Klein đấy. Mã CK chốt cho bác Núi Việt. Quá đẹp luôn. CK cho bác Núi Biển. Chào anh Núi Biển. Rồi em đi lên đan xen giày các loại. Dự bị mã CK cho bác Hồ. Bác Hiền Hiền. Đây, mấy bác thích phong cách trẻ chất thì các bác chơi đôi này này. Của đôi Puma chính hãng. Size 41 đến 41,5. Đây ạ. 41, 41,5. Đôi này em báo các bác là có spa nhẹ rồi. Đây, có đánh si. Đánh si trắng vào đây rồi. Đôi nào nguyên bản em báo nguyên bản. Có đánh si trắng vào. Những đôi này bình thường em sẽ bán nó là 500.000. Đôi này spa các thứ rồi ạ. Bán cho các bác là 330k. Mã số 33. 330, mã 33. Đôi Puma chính hãng nhá. Một đôi công sở rất đẹp. Hay nhỉ. Bác Đoàn Đông. Bác chốt làm gì bác Đoàn Đông? Bác chốt hôm trước hàng quay về. Có nghĩa là gửi đi bác cũng có chuyển cọc. Gửi về lần đấy được không xem. Gửi lần nào thì về lần đấy bác cũng tự nhiên bác cũng mất cọc. Đấy, bác mất 50.000 tiền cọc xong thì bác không nhận hàng, không xem hàng. Thế thì bác chốt làm gì? Mà bác có chốt ít đâu, bác chốt một lần mấy đôi. Đôi này quá đỉnh luôn, 40-40,5 ạ, 250.000. Em lên form đã. Bốn mươi 40,5 này, đẹp như này.
góp đế này các bạn. Số Zalo của nhà em đi vào bài em ạ. 250 xoay chân 40-40.5 mã số 005. Mã số 05. Em lên cho bác một đôi thể thao trắng. 250. Đôi thể thao trắng full như này. Thể thao trắng full da. Có giá 250. Anthony, đôi này là hiệu Anthony các bác nhé. Rất đẹp, gót này. Có giá 250 thì em chuẩn size đó. Đôi này nó phải size 41. 40, 41 thì à 42. 42 ạ, 41.5, 42. Nó báo 260 là chuẩn 42 rồi nhưng mà em vẫn cứ phải chắc ăn thôi. 250.000, size chân 42, 41.5 đi được ạ. Chốt cho em mã 42, 250. Bác nào chơi được thể loại này không? Giá chất lắm. Bán 150. Em xem size nó bao nhiêu. Loại là kéo khóa, cổ cao. Đôi này, ôi chết rồi, đôi này là một đôi hiệu Made in Italy. Anh bán 150 rồi. Thôi kệ, cứ bán. Đôi này là bác nào nếu mà chơi được cái dòng này thì quá đỉnh. Đôi giày của Ý các bác nhé. Giày của Ý xịn đấy. Em tự nhiên em không thích cái dáng này, em xèo 150 đôi giày Ý. Xoay chân 42. Xoay chân 42 các bác nhé. 150.000. Nó có khóa này. Mã 150. Đây giày Ý này. Hiệu của Italy này. Em cho các bác xem nhé. Không bảo em nói láo. Đây. Đây. Trong Made in Italy đầy đủ jean hết này. Cái này nó là đế da. Bác nào hay mặc quần jean đi đôi này là chất này. Nó form thể thao, giày phun da. Chưa đọc được nó là cái nước gì. Made in Europe. Đã hiểu nó là cái gì. Đấy. Nhưng mà giày chất. Giày Âu chất. Da mềm. Xa chân 41, 40.5 ạ. 40.5 thì 41 các bác đi đôi này quá đẹp luôn. Giá chất 250. Mã số 07. Không phải lên nó bác này nha. Được 200 là bác lên lên. Thật ra là bác thì lê lê à, bác lê lê bác phải thông cảm nhá, em đôi khi là không,
đấy. Em gặp mấy trường hợp là các bác vào chốt gần chục đôi giày thôi. Bom nó rất là mất công, thứ nhất là nó mất công cho cả hai bên, nên là các bác thiện chí thì cũng không tiếc gì cái tiền cọc, đằng nào nó cũng về, nó cũng trừ đi thôi mà. Các bác mua cái gì thì nó cũng trừ đi, cọc hay không nó cũng thế thôi. Đây đã bán rồi, đôi giày da chất lắm này các bạn, giày xuồng size 43, nhìn bé tí này mà chân 43. Rồi, đôi này các bác đi gọi là chân hỏng trước giày, da nó khủng khiếp luôn. Nhìn form bé tí này mà 43 các bác nhé, chân chuẩn 43 này, lót da hết như này. 250, mã 43. Đôi giày của Ý này các bác này, đôi này nếu mới cực đắt vì nó là dòng cao cổ. Đây, Made in Italy, chất luôn. Cái này thì dài lắm, nó phải 43. Ôi, 250 mã 43. Đây chuẩn. Và đôi này thấy là báo là 42. Báo 42 không biết có phải không. Cái này á, không 42, 43 thì không làm sao 40 được. Đôi này anh còn đi vụ rồi. Nhìn cái giày nó dài này. Ở đây có khóa, quên mất. Khóa trước này cơ mà. Quên mất. Đây. Khóa trước đó. Anh xem. Quá cũng dập hiệu hết. Cái này quá đỉnh. Chuẩn là giày 42, một đôi giày của Ý size 42. Đôi này đẹp lắm rồi các bác này, VIP. Đôi này nếu mà bác nào mà chơi dòng cao cổ thì mua nó cực đắt. Mua nó cực đắt luôn. Em bán 400 nhé, size 42, size chân 42, các bạn chốt lên giúp em mã Ý. Đây, nó đẹp này này, khóa của nó chất lắm nhá, không phải dòng khóa rẻ tiền đâu. Tất cả trong khóa này, dòng cốt hết và cái da này, các bác nhìn miếng da này. Khóa xịn, hết đẹp luôn, 400. Xuân Mạng Ý cho bác Huy Tiến Nguyễn chuẩn bị cho bác hoàn toàn 400 triệu. Đây. Có tay. Bác đoàn đâu miệng xem giày quá. Tôi là nhìn con giày bé lắm mà 43. Đây ạ, form nhìn bé xíu này 43, thôi này em bán xả, bán xả các bác 100k, mã số 100. Đưa anh dọn đứng dậy, đưa anh đưa anh cái tinh dầu, có một cái lọ anh bóc rồi đây. Đưa anh hai hộp thôi.
Em xin các bác một phút nha. Xin phép các bác một phút. Tinh dầu Dubai, tinh dầu nước hoa, tinh dầu Dubai. Dòng này các bác dùng cực tốt. Vì em bán thì các bác yên tâm, em đã test rồi. Dòng này chính thức là em dùng cả năm nay rồi. Bác nào dùng ít thì dùng được 1 năm không hết, dùng 1 năm mới hết. Còn bác nào dùng nhiều thì cũng phải được nửa năm. Tinh dầu nước hoa, nó là dạng đậm đặc. Các bác hình dung ra nó cô đặc khoảng vài chai nước hoa và để được một chai tinh dầu. Đấy, em cứ giải thích nôm na thế thôi. Cái mùi hương này thì nó được pha trộn ở giữa mấy mùi hương vào với nhau. Trong đấy thì em có chất của nó là có mùi hương gỗ, mùi hương táo, mùi hương lê, rồi một vài thứ nữa. Nó được đan trộn vào nhau. Thì em có ghi ở trên em kéo gần lại em sao vì cổ đây. Em có ghi ở trên trang cá nhân, em có bán, có up chi tiết ở đấy các bác nhá. Mùi rất cá tính. Đây là dành cho men nhá các bác nhá, dành cho men nhá. Chuẩn men. Cái này thì em, nhà em năm ngoái thì em bán quá nhiều rồi nên em biết rõ rồi. Khách thì bác nào phản hồi rất là ok, nên em không ngại để bán cái hàng này. Có giá là 500k, năm ngoái em bán là 550 nhá, năm nay thì thôi em sell xuống là 500.000. Cái này thì các bác dùng cực tốt, rất là thơm, rất là men. Đây ạ, nó là dạng tinh dầu thì các bác chỉ chấm vào thôi. Đấy, nó đậm đặc lắm ạ. Các bác bôi lên tay này. Đây, em chỉ bôi, em gõ rồi nhá, mà em bôi vào đây nó vẫn còn rất nhiều. Đấy, rồi các bác xoa đều ra. Các bác có thể xoa lên cổ, xoa vào áo linh tinh nhá, linh tinh vào áo và quần của em. Thơm nức luôn, lưu hương cực lâu. Nói chung là các bác để lưu hương ở trên da này thì cứ cả ngày mới hết. Đấy, thường thì nó rơi vào khoảng như em báo thì nó rơi vào khoảng từ 4 tiếng trở lên, do cơ địa từng người. Có những bác mà hoạt động nhiều xong mồ hôi thứ nó ra nhiều thì nó chỉ lưu được 3-4 tiếng thôi. Nhưng những bác bình thường ấy, làm công sở hay các thứ thì các bác có thể lưu hương được ở trên người cả ngày luôn, trên da. Còn quần áo thì các bác lúc nào giặt thì nó hết nhá. Đấy, riêng hàng này các bác yên tâm mà dùng 500.000, 500.000 một chai này nhá. Bạn nào chốt thì cứ lên cho em mã 500 kèm số điện thoại. Em về được 24 chai thì bây giờ còn 8 chai thôi. Chính xác là còn 8 chai thôi nhá. Bác nào chốt thì tranh thủ chốt chơi Tết là hợp lý ạ. Bác nào dùng nước hoa quen rồi thì phải dùng quanh năm, không phải Tết mới dùng. Như em thì lúc nào em dùng quanh năm. Mùi nó quen rồi, nhiều khi em lên like thôi em xịt một chút vào nó quen rồi. Ngửi cảm giác đầu óc nó thoải mái, nó dễ chịu, đỡ bức xúc. Em lên ạ, một đôi thể thao này chất lắm này các bác này. Đôi thể thao chất, size to đấy. Em cùi cái kiện này chưa thấy cái đôi gì vip vip kiểu như Gucci hay LV. Đôi giày này chất lắm này các bác này, em bán 250 nhá. Bán 250 thôi. Đôi này phun da chất cực luôn. Đây em, tí em lên đang xem cả con vớt các thứ vào. Đôi này size 43, size chân 43. Size chân 43, giày đẹp như này. Chốt thì lên giúp em mã 34, 250. 250 mã 34.
Bác nào chơi được bốt không ạ? Một đôi bốt hàng handmade, đôi bốt da lụn cao cổ. Đôi này da lụn đẹp lắm này các bác ạ. À, đấy này, đẹp như mới. Cái bốt này nếu bác nào săn bốt thì riêng đôi này các bác đi săn lẻ cũng bao giờ có dưới khoảng 5-700 nghìn. Đôi này quá mới em sẽ bán là 350, em chuẩn sai lắm. Đây nó là hàng handmade nhá, hàng handmade chất luôn ạ. Đây này, còn như mới luôn. Xong bà 34 cho bác Phương, bà Phương lên trộn thoại cho em. Phương và đôi handmade này sai 42. Nó cảm giác như là đang bị ẩn comment sao. Em thử xem, nó chất không? 42. Đấy. Tôi này đi nhìn gầu lắm ạ. Bác Hà Phú ơi, bác hỏi gì ạ? Đây các bác, em chỉ dơ được này thôi. Quá kéo nhá, zip. Quá đỉnh luôn. Này các bác nhìn tôi ra lộ mà nó mới như thế này. Sai chân 42 nhá. 350 đúng không? Vâng. 350 mã da lụn. Quá đẹp. Thế bác lông thế ngôn. Từ giày hay quá. Đôi này không bán mà nhỉ? Đôi này size 40 ạ. Đôi giày này size 40. Đế của nó chất lắm các bác nhá, 250. Màu quá đẹp luôn. Đây, cho mẹ. Size chân 40, 250.000. Mã số 41. Bó tay. Em bó tay bác Đoàn Đông. Tôi công sở đẹp quá các bác. 200 em xem nếu mà giày Ý, giày Pháp gì thì tăng giá lên. Là 350 không? Vâng. 41 số cho mít của bố. Chào em mít nhá. Em mít săn giày á, nhà được bao nhiêu rồi rồi. Cho trước. Ok, chuyển khoản luôn anh, chuyển luôn đi. Ôi dồi dồi, siêu phẩm đây rồi các bác. Đấy may, em báo trước nhá. Đôi này là đôi Regan. Đôi Regan, nếu mà đôi này mà size 42 thì xin phép các bác là phải em giữ lại. Còn nếu mà không phải 42 thì em mới bán. 41 là 250. Nhưng mà chắc là không được 42. Khách chuyển tiền cho em rồi lấy đôi 42. Lấy mấy đôi giày đi rồi, lấy thêm một đôi 42 công sở nữa nhưng mà không ui dồi ôi. Tập à? 42 của tôi đấy. Ai? Cả ca. Cả ca thích cái này đâu mà. Con này đỉnh lắm rồi các bác này, 40-40.5 thôi. Để em lên chân cho các bác ngắm này. Giày VIP. À, đôi này mới có đôi nó rơi vào khoảng 25 triệu đấy các bạn. Cùi nhất thì 5 triệu.
Đồ này hôm nay em sẽ bán 500.000. Quá đẹp, size 40-40.5. Đây ạ. Nhiều. Đây, bấm. Bác Nguyễn Thịnh, nếu mà bác mà chuyển tiền thì bác có tin là Facebook Nguyễn Thịnh vào phần nội dung chuyển khoản là được. Đôi này em sẽ bán 500 nhá, nó là đôi Regan. Regan. Đây này, các bác này, Regan hết này. Đấy, cái lót nó còn zin, nó lập chữ Regan TT đấy ạ. Đấy. Đôi này đỉnh lắm ạ. Đây em lên form các bác ngắm ạ. Đấy. 40-40.5. Quá chuẩn luôn ạ. À. Em 40.5 không đi tất. Vừa chuẩn luôn. Bác là 40. Cũng đẹp. Đây này, nó nổi lên hai cái càng lên đây, nó nổi lên cực đẹp. Đấy. 500 nhá. Bác nào chơi là hiệu thì cho mã hiệu. 500 nghìn. Ông thì làm sao anh nhỉ? Lại 500 anh chuyển khoản luôn. Anh sẽ bỏ đi, anh ấy linh tinh. Hay là vào đầu óc của vấn đề. Ừ, chắc bị ngáo. Anh này bị ngáo dày. Anh bị ngáo dày. Bác nào chốt đôi vít rồi lên mã hiệu nhá, đi gần này. Đấy. Và cái lót của nó à cái đế này nó còn zin hết này, đi gần hết dọc. Li ti được. Sao bác tính đen đang xuất hiện? Mã hiệu 500 nhá. À chơi thì chơi. Đây đấy nó bác. Bác muốn thay một đôi. Bây giờ vẫn còn đang lại chốt hiệu. Bác này bác. Bác này bác ngáo rồi, ngáo dày rồi. Em chào anh Kiều Tú. Anh Kiều Tú xong việc lại Thái Nguyên thẳng tiến đây. Bạn này không thấy anh Hà Lố đâu nhỉ? Sự gì cho bác An Bình đặt Nguyễn Quang Trung. Vâng nhỉ? Trời ơi, sự gì cho anh Bùi. Vâng nhỉ? Bạn này không thấy anh Hà Lố đâu nhỉ? Anh Thắng Bùi vẫn đấy à? Anh Đoàn Đông bị ngáo dày rồi, đôi này sau chất chơi này. Mấy cái chàng của bác ấy nhỏ chuyển khoản luôn. Ờ, suốt ngày cứ chuyển khoản. Có đôi này da nó khủng khiếp này, đôi này đi nữ à? Nữ hay nam đây? Tao nhìn đỉnh này. Đôi này em chưa gặp bao giờ luôn này các bác này, form nó đỉnh quá. Em xem là da thì dày. Dã man luôn này, các bác nhìn này. Dày này. Da cắt miếng khủng chưa? Không bẻ được. Em lấy cái kìa, em gõ vào đấy ra nó vỡ ra hết này. Anh vẫn đợi mũ của em đấy, không gõ được. Anh Thằng á? Ờ, anh vẫn đợi mũ của em đấy, lúc mọi lúc đầu rồi. Ôi đôi này em. Anh đi xem. Giày hay thế nhở, em chưa gặp đôi giày này. À, như này size 40. Em lại bán đôi giày 33. Đây các bác cầm đôi giày này giúp em này. Đấy, có như này size 40 nhá, cái này em đi cũng gọi là bon chen được. Da nó mềm dã man luôn, không hiểu đôi giày em chưa gặp bao giờ luôn. Kiểu lạc á. Tôi đã chả biết bán như nào rồi các bạn. Thôi em cứ bán 300 thì bác nào thấy đẹp thì chốt 40 nhá. Xoay chân 40, 300 nghìn. Già quá chất lên cho em mã. Chất. Già mềm nhũn. Dày. Quá này. Hàng xịn sò này, dập hiệu hết bên trong này. 300. Chả biết cái đôi này em chưa gặp bao giờ luôn.
chân. Đây, có đôi này nè. Con nào chốt thì 300 cái lên cho em mã chất. Em số điện thoại. Này các bác nhìn dây này. Size 42,5 thì 13. Quá đẹp cho một đôi già nó gọi. Em có bán ạ. Con đấy trước em bán 600, bây giờ trước bán là 900, bây giờ sell 600. Bác Nguyễn Trung Kiên bác chốt thử lên cho em mã chất có nhỉ? Đó là EDHD. Cái đôi này nó đỉnh lắm các bạn, da nó đanh chất lắm. Nào, bên trong bên ngoài đôi này em bán 300. Size 43. Size 43 300.000. Bác nào 42,5 bon chen được đôi này. Mã số là 31. Đấy, màu da nhìn mà nó đanh lắm các bạn. Da đanh chất. Đế này. Em còn cả mấy cái nón bê lê rồi nón linh tinh, cả đấy em lại lên cho các bác. Trong này em còn hết cả bê lê. Thủy ra tìm anh bê lê đỏ anh đội lâu lắm không gọi bê lê. Ok, Văn Thịnh em nhận được rồi ạ. Ok, chốt mã chất cho bác Nguyễn Trung Kiên, bác Minh Vũ. Bác tốt thì lên mã chất kèm cho mọi em không tốt hết giờ rồi nha. Em không chốt tin nhắn rồi. Đây, hôm qua cái gì nhờ Duy Ngọc của lấy cái này đôi giày của anh này á. Mã da chất. Không biết có phải da chất không. Không phải mã da chất không. Nhưng mà đôi giày của anh đẹp lắm. Sai. Em thấy thụ cái đôi ngón lâu mã da chất chưa? 42,5. Lau đi. Xin phép các bác tí em lại lên quả dây lưng vừa sạc còn không? Ông Điệu, đây là ông Điệu. Mẫu vừa sạc với cả ông Điệu còn đúng không? Đây còn, đây phần chốt rồi. Đây, trong này, em còn 2 mẫu dây này em lên cho các bác này. Sau này lại lên giày. Nhà em còn cả mũ, cả nón rất nhiều đây các bác, nhưng mà em chưa có thời gian lên. Lâu lắm rồi không đội, nhưng mà mặc cái áo xanh đội cái mũ này nhìn nó chán quá, không hợp. Bác Nguyễn Thịnh em có báo em nhận được 100k của bác rồi ạ. Áo xanh lại mũ đỏ. Bên đây da này các bạn. Có nhiều bác hỏi như thật ra em không. Đây em lên cái dây lưng đó. Bác nào mới vào thì chốt giúp em này. À, đầu tiên em lên mẫu vơ sạc này các bác này, đỉnh như này, da bò chất đấy, dày dày mấy ly, bản 4cm. Bác nào bụng to thì giữ nguyên, bụng nhỏ các bác tháo cái ốc này ra cắt dây đi, đẹp như này. 250 một dây. Đây, em cài đúng chuẩn cho các bác là như thế nào, đẹp nhất như này. Đấy, 250k một sọ. Vừa sạc này các bác chốt giúp em là mã 20 kèm số điện thoại. 250. Quá đỉnh. À quên, nó là đồng đúc nhá các bác nhá. Nó là đồng đúc nguyên khối đấy ạ. Em quên không báo. Mặt là đồng đúc nguyên khối này và dây da bò cắt liền miếng. Đấy, và to này này các bác này, to đùng này. Còn dây này là mẫu cũng thế ạ, mặt đồng đúc to, ông Điệu. Ông Điệu ông đàn đây. Đấy. Cái ông Điệu này thì mấy bác ở trong Nam hay dùng, dân ngoài Bắc mình ít dùng hơn. Cái này dùng kiểu nó may mắn ấy. Có ba hay dùng quần ông Điệu rồi
nón ông địa. Ở ngoài Bắc thì em thấy ít, ít dùng hơn. Mã 20 cho con Nguyễn Quân. Cái mã này thì các bác chốt giúp em là mã ung địa nhá. Đây. Nó xoay được này. Không, không 20. Không, 20 là vô sạc. Đây ạ, mã này thì cũng 250 đồng đúc. Quá to đùng rồi. Đấy. Bụng to thì cũng nguyên, bụng nhỏ các bác cắt đi. Chốt cho em mã ung địa nhá, 250 ạ. 250 một giây. Đỉnh nhá. Các bác nhìn cái dây nó dày như thế này mà. Vâng, các bác nhìn giúp em. Đây này. Đừng gửi cái địa chỉ lên trên livestream để em không nhận, dập, em xóa. Dập hiệu hết bên trong này, cắt hiệu bên trong này. Dây nó dày như này này. Nó đẹp lắm đấy ạ. 250 ạ. Cái mặt đồng đúc này ở đây còn xoay được này, thiết kế xoay được cho các bác này. Đấy và to chất như này. Đấy. To lắm ạ. Mã này thì các bác chốt cho em là mã ung địa nhá, cũng 250. Chốt mã ung địa cho bác Phạm Thái Dương. Hôm nay các bác không... Bác Bình đặt cái bánh hiệu là bác dự bị mà. Bình dầu nước hoa. Bánh hiệu là của bác Quân Lê. Cái bốt này chắc của em rồi. Bốt này vừa là em để lại đấy. Cái bốt này cực chất nha các bác. Đây này. Em rất thích thể loại này. Nó có cái khuy cài. Chất lắm ạ. Nếu vừa là em để lại. Cảm ơn bác Tấn Trọng nha. Ok. Ok bác Tấn Trọng. Ngon này, vô rẻ. 250 mà dây ra thật xong quá đồng đúc như thế thì em nói thật là nó quá ổn. Nó quá ổn để chơi. Ai à? Okay. Bây giờ này chắc là của Ý. Tôi bốt mất của Ý hay cái gì em cứ nhìn thấy tên dọc made in ở đâu nhưng mà đại khái là nó chất lắm. Bán dây cái các bác tụt hết. Ôi to lắm. 42 các bác. Còn này này mà có bác gì nhỉ? Mấy bác hay săn bốt ở đây thì kìa. Giả chất đẹp. Bây giờ xin phép các bác một chút nha. Em lên cái đôi này nó kỹ kỹ một tí. Nó rất đẹp. Dây này để buộc ra đằng sau rồi. Buộc. Thắt lưng làm sao ấy. Không, nhưng mà đúng cái hàng mới này thì các bác yên tâm mà chơi. Nó chất như thế mà có 250, đúng chất gọi là ngon bù rẻ luôn. Vì em nhập vào giá nó hợp lý, em nhập tận xưởng ấy. Đây nó còn cái quy nữa nhưng thôi em cài tạm này thôi. Con này chất size 42. Nếu nó là 41 hay 40,5 thì em không bỏ qua đôi này đâu. Đây ạ. Con này thì em báo giá là 500.000. Bác nào hay chơi bốt thì chơi. Đây. Đấy. Nó có cái quy cài đây này. Em bán 500.
xây là đủ cho các bác luôn. Ngài lên với cả quần jean này cũng được, mà bác nào đi quần tây thì quá đẹp luôn. Có thể đi thế hoặc có thể chùm ra đây. Đấy. Bốt thì nó hai cách chơi, có nhiều cách đây. Chùm thế này. Bác nào chơi thì chốt mã. Mã bốt nó là size 42. Năm trăm nghìn à, anh báo ở đây cái này phải gặp bác chơi bốt cơ, mà mấy bác không thích bốt thì chẳng có nghĩa lý gì. Mấy bác hay chơi áo da thì thích con này chất lóc. Lại chưa? Em bác đàn ông rồi. Bác đàn ông bác ngáo dày. Em sửa tên bác thành bác ngáo dày nhá. Được đấy. Bác được đấy, bác chuyển khoản luôn đi cho em để em xem em lại nhận tiền luôn cho. Bác chuyển luôn nhá. Luôn đi chỉ 30 giây là xong thôi. Bác làm sao thôi, 40 thì thấy bác chốt. 42 bác chốt. Đây ạ, thêm một đôi chất nữa. Đôi này thì chuẩn là cho các bác chơi quần jean, quần tây. À quần quần bò, quần jean. Đôi này đến Vinblang, đỉnh cao luôn. Da thì đôi này như kiểu da ngựa sáp ấy. Đây, bóng chất, khuy đồng hết. Tôi này hôm nay mượn sang 40. Xoa chân 40, 39,5. Tôi này da ngựa sắc. Quá chất. 40, 39,5. Tôi này da ngựa sắc các bác nhé. Bên trong loạt phun lông. Ấm lắm ạ. Siêu ấm đúng mùa này các bác đi tôi này được. Tôi này em bán 400.000 mã ngựa sắc. Size 40. 39,5, 39,5 40. Mã ngựa sáp nhá. Đồ này chất lắm. Đây. Da này các bác nhìn này. Da chất lắm. Đế Vinblang thì các bác biết là hàng xịn rồi. Quy đồng hết này. 400 mã ngựa sáp. Chất luôn. Mã ngựa sáp cho các thay mấy thằng. Tình vũ ca ca này vẫn đang sần dày đây à? Vũ ca ca. Tâm nuôi dày. Em lên các bác một đôi công sở size 42 đến 42.5, còn giá 250 á, 42 42.5. Bác nào chốt thì lên giúp em mã số 11. Mã số 11 42 42.5, mã số 11, 250 ạ. Rất đẹp nhá. Công sở đẹp, size to. Bác lân lưu, bác em thấy các
comment nhiều quá, comment đi comment lại. Nghe em thì các bác đã chia sẻ với nghe em thì em cảm ơn. Mà có rất nhiều bác là cũng tự nguyện vào chia sẻ giúp em cũng không thấy đòi hỏi gì. Còn ví dụ như bản thân các mà muốn thật thì em sẽ đã tặng cho bác một đôi cũng được. Thế bác cứ comment đi comment lại tôi chia sẻ thì bán cho tôi một cái đôi giày rẻ đi lao động nhắn mãi như thế. Nhưng mà bác lại nói chia sẻ nhà em nếu mà như thế thì ngày nào có ngày nhà em đến mấy trăm lượt chia sẻ. Bác gì? Bác Luân Lưu. Bác Luân Lưu, bác sai. Bác Luân Lưu ạ, bác là sai chân bao nhiêu? Chân 40. Bác cần giày đi lao động thì em tặng bác. Bác comment lên là em tặng. Em lên các bác một đôi giày này. Chia sẻ thì là các bác chia sẻ thì nó đỡ bị ẩn comment ẩn tương tác với cả nó là nói chung là em cũng có cũng mong muốn là các bác chia sẻ giúp nhà em còn bác nào thấy nó bất tiện thì thôi chứ nhà em không phải là các bác cũng phải xem là phải chia sẻ đôi này size 42 có giá 250 đây ạ. Của đôi sneaker size 42 có giá 250.000. À chốt lên với em mã số 12. Bác sao chủ khoản nhỉ? Sao bác này gì cũng chả biết. Em xem bác kêu bác. Được rồi, nhận được chưa? Nhận được rồi bác nha. Bác đoàn đông nhà em nhận được tiền của bác kìa. Em lấy các bác một đôi Buffalo. Buffalo đôi này cũng có giá là 250. Và chất quá. Và các bác nhìn dòng Buffalo này, lót trong ra hết thế này, rất là chất. Size này cũng to to. Size 43. 43, 42,5 đi được. 42,5 thì 43, 250. Mã 35. Chắc các bác thích đôi giày này quá. Em xem bác kia có báo thì không để anh tặng bác cái đôi giày lao động. Chẳng thấy nói gì, không phải bác kia báo rồi mình là chân 40 đi sao. Tặng bác đôi giày đi lao động có đi đâu, nhà em thì đơn giản mà. Bác Luân Lưu, không phải bác báo chân của bác 40 hay là 40,5 gì đấy em không nhớ. Bác comment lại đây tí nhé, em tặng bác một đôi. Bác còn đây không? Tặng là phải ngon lành luôn đấy chứ em không tặng cái đôi rồi vứt đi đâu. Lao động có lao động. Em có đôi này đây từ đầu like em để đây. Đôi màu khá đi. Size chân 42 ạ. Cái gì nhờ ông em gì nhờ Trần Trọng Đại có đây không? Cái này chắc đi vừa. Không thấy đâu nhỉ? Size 42 đôi này quá đẹp cho các bác 280. Mã 28. Sneaker màu này, đỉnh chưa? Mã 28 tốt cho bác Nguyễn Chí Đua, dự bị cho bác chuyên máy cầm tay. Bác chốt đơn.
đôi Eco hóa chất. Đôi Eco này đẹp này các bác. Eco quá đẹp luôn. Đôi này thì cũng có đánh xi rồi. Bình thường đôi này bán được 500 nếu mà nó mới đẹp len keng. Đôi này đánh xi rồi, em bán 280. Xài quá đẹp luôn. Tất cả các bác lên số điện thoại giúp em nhé. 40. Cái bác mà em cực kỳ là nhớ trong đầu. 40, 40.5 ạ. À. Eco đẹp xuất sắc. 280 mã Eco. Ok. Đây Eco này các bạn. 280 ạ. Đôi này mà nó không nó spa nhẹ nhẹ thì em bán 500. Quá đẹp luôn. Đây cái bác gì đây ạ, cứ comment nhiều bán nhà em chia sẻ thì bán đôi rẻ này. Bác còn ở đây thì em tặng bác một đôi giày để cực chất. Nếu bác đi lao động có khi lại chân lại hỏng trước giày ra này. Bác hợp tay Nguyễn là chuẩn thoại em. Đấy bác có ở đây thì bảo em nha, em tặng bác đôi này luôn. Tặng thì em tặng đàng hoàng, không phải là giày vứt đi vớ vẩn em tặng đâu. Size chuẩn là 40.5 nhé. 40 thì bác phải đi thêm tất giày hay đi thêm lót vào. Em lên cho các bác một đôi Adidas. Adidas hàng si ạ. Có spa bảo dưỡng rồi. Nói chung là đẹp, không xấu gì. Đôi này bình thường em bán 500. Ngày xả cho các bác là 250 đi. Giá 250. Một đôi Adidas chính hãng. Cái này nhà em có bán giày mới này, một giày mới nhà em bây giờ em bán có 600 thôi. Đôi này Adidas size 42, 41.5 42, 250.000. Mã Adidas. Em có báo là đánh spa rồi nhá, đánh xi rồi. Bác Luân lưu lên số điện thoại cho em. Hoặc là bác nhắn tin luôn địa chỉ số điện thoại mà em cho bác. Rồi tặng đấy. Đấy ghi vào, ghi vào. Anh đang chốt cho bác. Bác Luân đâu lại chốt tiếp. Ok. Bác Đoàn Đông nghiên cứu chốt xem thì chốt cẩn thận bác nhá. Hôm sau về xong rồi tự nhiên bác chuyển mất 500.000 rồi xong rồi. Hôm sau chốt thêm mấy đôi xong rồi em gửi về bác lại không nhận thì tự nhiên lại thành mất tiền ra. Em lên đôi này đỉnh lắm này các bác, slip on ra bóng. Đôi này bác nào chơi hàng vip này. Quá đỉnh luôn. Cái này gọi là chất luôn. Và xa này. Cái này bác nào săn tối nay mà thích dòng slip on thì chỉ cần săn được một đôi này thôi. Đủ chất.
để dã man. Em thấy báo ra 42 nhưng vẫn phải chuẩn. Này già chất lắm. Lì bóng. Chuẩn 42 các bác nhé. Chuẩn 42, đôi giày VIP này có giá 500.000. Mã VIP. Là nó giày bóng như thế này, slip on. Đây, các bác nhìn. Chất luôn. Lót này. Đế này. Sa chân 42. Mã VIP. Giả miễn trừ. Chốt tiếp à? Em chốt cho ai? Chốt đi đôi này đẹp. Đôi này đẹp quá các bác. Có mùi chúng tôi lấy cái giày. Viết cho bác ra bảo. Ờ, chúng tôi lấy giày rồi sao à? Đi đẹp không? Đôi này 41 các bác nhá, đôi 41 này đẹp dã man luôn. Đẹp dã man. 250.000. 250 mã. Đẹp ạ. Xoay chân 41. Ừ, có đôi giày hai phết anh ấy dùng cây bút thật à? Ôi đẹp quá các bạn, sao bạn chín? Ba chín, 39.5. Đồ này khá hay cho các bác, 250. 39.5 ạ. 250.000. Mã số 12. Chốt em mùi. Công sở lười size 43 cho các bác. Công sở lười 43. 50.000 có Nguyễn Hiệp nha. Hai trăm năm mươi k mã 13 giá chất mã 12 cho bác lên Quốc Việt lên số thoại cho em ạ. Chúng lô.
ai rồi chốt em mùi đấy. Nguyễn Hiệp chốt em mùi 5.000 lên Xuân Thọ. Có đủ nhiệt không mà chốt em mùi. Nguyễn Hiệp. Em gì nhỉ, em Nguyễn Hiệp. Có đủ nhiệt không mà chốt em mùi. Em lên đôi này khá đẹp này, 250 ạ. Em mùi em ấy nặng đâu. Mặt đỏ chứ, cái gì nhỉ? Mặt đỏ cái gì? Nhớ. Cái đồng nước quên. Size chân ạ, 40-40,5 này các bác này, quá đẹp. 40. Chữ anh ơi, đấy, chữ anh ơi. 40-40,5, quá đẹp ạ, 250.000. Mai đóng hộp nha, đóng thùng ship nha. 40-40,5, 250 ạ. Đây các bác nhìn này, em quay rất kỹ này, mã mã số 17. Mã số 17. Đừng chứ à. Đế kết này các bác này, đơn giản nhẹ nhàng. Đế kết đơn giản nhẹ nhàng này cũng 250. Xoay nhỏ luôn. Đôi này size 41, 40,5 quá ok ạ. 250.000. Mã số 18. Đế kết này. Đơn giản này các bạn, cực kỳ đơn giản chất. Bác nào chán rồi thì báo lên giày mới nhá, rồi có đôi dép nữa rồi. Đây. Chán rồi khi thì bán lên giày mới ạ. Em lên các bác một đôi giày size 42-42,5. 42. Đến 42,5 ạ, có giá 250. 250. Mã số 19. Rất đẹp. Mã 18 chốt cho bác Nguyễn Sĩ. Em có một đôi giày của anh ạ, made in Anh, London, size 42-42,5 rồi, London Anh. Một đôi giày khá là vintage, có giá là 250. Lên giày mới anh một bác ạ. 250. Mã Anh, đó là giày của Anh Quốc. Khá đẹp, vintage. Chân là 42-42,5. Chắc là em cũng phải lên ít giày mới cho các bác. Đấy thì em cũng thấy mỏi mỏi. Thôi không ăn, tay cầm giày giết cũng bẩn. Mà anh sắp cho bác kiên nhẫn ạ. Em có một đôi công sở size 40-40,5. Đôi này đơn giản chất, sell cho các bác 200. Bình thường em bán 250 ạ, 200. Nên giúp em mã số 00. Mã 00.
đôi giày hiệu Dead Center, để em lên form đã. Xong ra bỏ những nhiều nước ấy, ra bỏ mấy đôi giày mới đây ra. Không, bảo mùi anh bảo em có gì cũng nhiều nước đấy. Ta 42. U xì. Không phải u xì đâu, bác soi kia nhé. U xì ra nó bán rồi. Dead Center ạ. Đôi này size 42, hiệu này các bác này. Chuẩn hiệu này. Size chân 42 Dead Center này em bán 270. 270. Mã 72. Ba tám vàng vỏ, ba tám lại còn yêu cầu vàng vỏ nữa. Yêu cầu luôn. Anh ơi, 275 là 42 à? 275 là 42. 372 cho bác kia cho mẹ. Mã hay là size chân? Bác kia bác hỏi em biết nhưng 372 bác lấy bác kia lại tốt hơn. Nếu mà các bác nếu mà xem giày ấy, 275 thì nó sẽ là 43,5. Còn không phải không biết, em không biết là bác hỏi cái gì. Bác Lan Phong Bắc Thành Trần Bắc Tài X sử dụng đây ạ. Ba duy đây này, nhà em đang bán với giá 600.000. Màu đen đây, để đây. Đây ạ, giày Adidas cho em. Cái này size bao nhiêu? Ai đấy? Cháu thấy thấy trắng thấy hồng nhá. Đây ạ, em lên cho các bác. Giày Adidas này em bây giờ em còn 3 màu. Trước có 4 màu và bán hết rồi ạ. Bây giờ nó chỉ còn ít size thôi. Và em bán với 600.000 một đôi giày Adidas full hộp ạ. Full tag mark như này, giày made in Indo. Và bao các bác là da thật 100%. Đấy, giày da thật. Mới tinh và với giá 600.000. Thì em bảo đảm các bác có đi mua ở shop thì không bao giờ có cái giá này đâu. Đấy, vào shop thì kiểu gì nó phải tiền triệu trở lên. Các bác sẽ tiết kiệm được vài trăm nghìn. Đây ạ. Made in Indo nhá, full da thật. Size thì em có từ 39 đến 43. Các bác cứ chốt còn thì em sẽ báo là còn hết, em báo hết. Cái mã này các bác lên cho em là mã xanh lá kèm với size. Ví dụ bác chốt 39 xanh lá thì ghi 39 xanh lá. Và có đơn ạ. Mẫu này là mẫu thứ hai. Em còn mẫu này là mẫu thứ hai là mẫu mã trắng. Ok Thái nhá. Sợ em về Thái Nguyên cho anh. Mã trắng ạ. Đấy. Cái này em có từ 39 đến 43 thì có những cái size nó sẽ hết rồi. Các bác cứ chốt thôi. Còn em báo còn hết, em báo hết. Mã này lên mã trắng kèm size. À gì đó. Và còn một mẫu cuối cùng này là mẫu xanh dương. Cũng từ 39 đến 44. Đấy, em bao này full tang mát này, full hộp này. Hàng made in Indo này. Và da thật 100%, đấy, cơ bản nhất là da thật. Còn các bác đi mua vào cái đôi giày giả da này em không nói làm gì. Đây nó là da xịn. Mã này thì chốt cho em là mã xanh dương. Kèm sang. Full hộp, full tang mát.
có 3 màu xanh dương, màu trắng và màu xanh lá, 600k một đôi. Đó là chốt thì cứ lên mã. Ok, chủ nhật về ra tao nhé. Này mấy giờ mà mỏi thế nhở? Bạn này người người bán hàng mỏi cả dép. Cho lên các bác một đôi giày xanh dương 39 cho bác. Xanh 3 để còn không? Còn không? Sợ hết đi. Xanh dương 39 nha em, hết luôn rồi nha. Đây ạ, một đôi giày khá là chất, giày da mỏng, khá chất, hiệu rất cao cấp. Bác đổi sang 40 thì bác đổi nhá. 39 thì đi 40 nó rộng đi mà. 41,542 ạ, có giá 250.000. Xanh dương 41 cho bác Nguyễn Lam, lên số điện thoại cho em bác Nguyễn Lam. 41,542. Đây đẹp ạ. Bác Ba Duy chốt trắng 42 lên số điện thoại cho em. Bác Duy Hùng tất cả các bác chốt từ từ lên số điện thoại cho em nhá. Bác Nguyễn Lam này, xanh dương 41 này. 3 nào bán xoài đi bù xì về. Đây để tí em lên luôn đôi này. Xoài ghê thật. Chốt dài thì cứ xoài những cái đôi em lên thôi. Toàn cứ xoài đôi ở ngoài. Mình lên chậm á, bán được vài đôi giày hết giờ. Bây giờ Facebook cho like thoải mái quá. Nhưng mà mỏi lắm rồi. Cho xong cho anh lên chút. 372 là 270 đó nhá. 72 là 270 đó. Bác chuyển khoản đủ là 300. À có nhiều. Size 41,542 có giá 250.000. Một đôi giày siêu nhẹ chất. Và lên giúp em mã số là 77. Mã 77. Bác Duy Hùng chưa thấy lên cho ra. Bác Duy Hùng em chưa đi đơn rồi. Bác Trung Nguyễn Thành xanh lá 42. Các bác mà săn giày si nó khó không được ưng ý, các bác cứ chốt cái giày mới cho em với giá 600.000, em bảo đảm là giá nó quá ok rồi và da thật và đi nó đẹp. Đây bác nào hỏi đôi trắng kiểu Gucci đấy ạ. Đôi này em bán 250 nhá. Đó là đôi trắng giày si. Size chân là 40 ạ. Để chống trơn trượt như thế này. 250. Mã 75. Mã 75. Tối nay phải là ngồi xử lý mấy con dây lưng cho nó chất. Mới săn được mấy con dây lưng vít. Hai trăm rưỡi đấy. Ô, các bác sao tự nhiên lại lên làm mầm người nhỉ? 375 chốt cho bác Thành Trần. Em đang bảo nghỉ. Thầy có 80 bác. Đang vào nghỉ thấy 80 bác quay ra quay vào cái thấy lên trăm mấy rồi. Lên nhanh thật. Các bác chạy ra chạy vào như thế rồi.
Có anh sắp về giày Lacoste anh chỉ bán có 250 một đôi thôi, mới tinh đẹp long lanh thôi. Mẹ hàng gọi là cái gì nhỉ? Là thanh lý đỉnh luôn, nhưng mà không có nhiều sai. Để hôm nào ở đấy sao các bác lên nhanh như nhỉ, tự nhiên lên 140 rồi. Em đang muốn nghỉ rồi, mỏi lắm rồi. Đây em có đôi giày này. Đôi này là dành cho mấy bác chơi gốt, dành cho mấy đại gia chơi gốt đây. Nhưng không phải là chơi gốt mới đi được các bác nhá. Các bác cứ đi bình thường cho em. Đấy, và em có nói nhiều là riêng cái dòng này thì chỉ các bác chào em làm thủy tiên đại gia nhá. Chào bác Trương Công Thủy. Còn cái gì anh Hòa lắm vàng thế. Em hôm nay không làm à em? Rồi, ok ấy đâu rồi. Chắc vừa hết bóng thảo nào các bác. Vào mâm. Size rất nhỏ, 39, 39.5. 39, 39.5. Giày gốt dành cho mấy đại gia đấy. Nhưng đôi này thì không cần phải đại gia, các bác cứ chơi bình thường nha em nhá. Lại khóc. Đôi này quá đẹp này các bác này. Đôi gốt này em bán 250 thôi. Size chân là 39 đến 39.5. Lên giúp em mã số 001 250. Rồi đẹp không? Long lanh nhỉ? Mày thích đi G63 thì lấy thôi đấy mà đi. Chưa đến người chưa đến giờ tháng 3. Quay lại 20 năm trước. Thế là ngon, quay lại em. 001. Má 001 chốt cho bác Nguyễn Đức Quân luôn lên số thoại cho em. Thôi em cố gắng lên một lúc nữa, thấy các bác đang lên đông đông. Ok bác Thành Trần, nhận được rồi nhé. Size chân 40.5 41 40.5 41 250.000. Thôi cũng muộn rồi, em thấy các bác vào đông đông em cua lại cái dây lưng ông địa, dây lưng vừa sạc xong thì em nghỉ các bác nhé, em mỏi quá rồi. 250.000 ạ, lên cho em mã số 66. Bốn hai xanh lá còn đúng không? Bốn hai xanh lá hết rồi, bốn hai xanh lá còn một hết đôi rồi. Còn một đôi chốt cho bác Trung Nguyễn Thành mà. Nhà em chỉ còn bốn hai xanh dương rồi ạ. Trắng đây. Đấy. Còn bốn hai xanh dương thôi. Đây, hai đây. Anh có lê mà sao léo ạ? Có, lê còn ạ. Lê trắng còn. Còn ạ, mấy giây? Chốt mà 66 cho bác Thu Hướng. Có năm rồi lúc nãy thấy có bác đổi trắng sang vàng, vàng trắng rồi mà. Trắng lên lúc nào thì chỉ là ok đổi. Thôi được, anh lên như này, mấy cái đấy chốt lúc nào thì hết ngày luôn. Có một đôi từ vàng sang trắng của Đình Huy. À, bác nào không săn giày nữa thì thôi để hẹn các bác sang ngày mai nhá. Em lên nốt cái mẫu này thôi, em mỏi rồi.
Em xây hồng chốt 42 xanh dương lên trộn nhỏ. Lên chi tiết cho các bác này, mẫu rơi vừa sạc nha em ạ, bảng 4cm. Dài thoải mái cho bác là bụng to nhất nhá, nhỏ nhất các bác cắt đi ạ. Đây ạ, khóa đồng đúc hết ạ. Khóa đồng đúc và bản cực to. Rất to và chất, các bác nhìn này, đẹp như này, bên trong bên ngoài tem mác này. Dập khắc và dây hết, đầu vừa sạc như này. Đấy. Quá đỉnh luôn, da bò nhá. Rồi, đây trong này có thông số đầy đủ của các bác. Em bán là 250 ạ. Em có hai mẫu nhá. Nó gần giống xem nhau nhưng mà một mẫu ông địa và một mẫu vừa sạc. Thì bắt đầu chốt thì lên cho em mã. Và mã vừa sạc này là mã 20 này. 250. Lên mã 20 cho em. Bác Hiển thì bác chốt lên mã 20 cho đấy, vừa sạc này quá đẹp này các bác. Quần jean hay quần tây đều được nhé. Quá đỉnh luôn. Đấy các bác dùng dây lưng thì các bác để tầm này thôi là đẹp này. Còn có bác nào không thích cắt thì các bác luồn vào trong. Đấy. Quá đỉnh luôn. Mã 20. 250 một dây. Cái dây này các bác có dùng đến 5 năm sau cũng không phải nghĩ gì. Quá dày với chất đồng đúc nặng trịch luôn. Quả này tháo. Còn đây là mẫu ung điệu. Đấy. Mẫu ung điệu cũng là đồng đúc. Cái này xoay được. Rất là to. Mã này ung điệu này các bác nhìn. Tem mác này. Cũng dập như vừa sạc hết. Đầy đủ hết. Ung điệu. Đấy, mẫu này thì bắt đầu chốt thì lên cho em mã là ông địa nhá, bản 4cm. Bản dây 4cm và dày mấy ly đấy. Dày lắm đấy các bạn. Đây. Đeo lên quần thì gọi là miễn chê. Đây. Các bác mua cái hàng này nghe em thì em bảo đảm là nó 100% là giá thật nhá. $6 chốt mã 20. Hết rồi nha. Rồi cái này là hết. Đấy, âm địa nhà em là hết nhá các bác nhá. À, vừa sạc là hết ạ. Vừa sạc em hết rồi. Chốt cho Hiển Vân này, Phạm Tiến này, $6 này. Vâng. Em chỉ còn cái ông địa này thôi nhá. Bác nào chốt thì lên mã cho em là ông địa. Mã ông địa này 250 ạ. Dự bị mã 20 cho bác Mai Cương Tóc. Xe ở trong đấy còn không? Ông địa à? Đây, quá đỉnh này các bạn. To đùng nhá. Quá to dày. Và chất lắm ạ. Mã này các bác chốt cho em là mã ông điệu, 250 một dây. Mã ông điệu cho con một nghiệp. Hỏi ra thật không em? Đã, hỏi chán muốn trả lời. Bác nào hỏi ra thật không em? Ba các bác ra bò nhá, ra thật 100%. Cái này về các bác có hai vợ chồng gọi là treo lên đánh đu nó không đứt. Dày nó chất lắm ạ. Da bò. Các bác nhìn nó dày mấy ly này. Dày mấy ly ấy. Quá là quá đồng đúc nhá. Còn các bác mua trôi nổi ạ. Các bác mua trôi nổi thì không chắc là được da thật đâu. Em nói các bác. Cá chai, một cái ông địa, một cái 20. Cái 20 thì nó sự bị đi. Còn cái ông địa thì còn bó. Vâng. Cho cá chai một cái ông địa. Bác Nhi Nguyễn cho ông địa lên điện thoại cho em. Bác Hà Phạm. Úi trời ơi. Chào bác Hà Phạm. Rồi anh cái dây LV lên nốt các bác còn mấy dây. Đây em còn mẫu công sở này em lên nốt cho các bác này. Đổi một cái vàng ra đây. Một cái trắng còn 4 cá thôi được, cứ báo 4 cá đi. Ở đây anh một cái thôi. Đây, mẫu nào về nhà em này. Em có cả vàng nhưng mà hết rồi. Đấy, em còn mẫu trắng đây thôi. Louis Vuitton khắc 24K các bác nhá. Đây này, trên chữ cực đẹp này. Mẫu công sở bản 4cm, dây luồn vào trong. Bác nào cũng dùng được. Cái này nhà em bán là 230, dây da bò. Thực chất
Cái này thì cái dây trắng này em không nói, nhưng dây vàng. Dây vàng thì các bác, nhiều bác bị lừa, toàn người ta báo là dây vàng 24K mua 600-700 nghìn một dây. Đây các bác này, đẹp lắm này. Đấy, dây nó chắc lắm. Các bác về đeo phải mất mấy hôm. Quá lắm. Rồi, mẫu công sở là 230. Đấy, các bác chốt thì lên cho em mã LV trắng. LV trắng 230. Bản 4cm, dây luồn vào trong nó giống đầu. Bác nào to nhất thì cũng vừa, bé nhất các bác đục thêm lỗ. Đấy là LV trắng á. Em còn có 4 dây thôi. 4 dây là LV trắng. Nó còn một dây là LV vàng, chốt nốt cho các bác đây. Đây, LV vàng này nhiều bác bị LV vàng này khắc 24K này, nhiều bác thì đi mua toàn bị bảo là dây này này lắc kê vàng 24K và bị mua với giá 600-700 nghìn, nhà em bán 230 nhé. Còn duy nhất một cái bác nào chốt thì lên xem mã LV vàng, chỉ còn một thôi, LV vàng. Trắng em còn 4 sợi nhá, vàng em còn 1 sợi là hết nhá. Dây ống điệu quá đỉnh luôn các bác, đồng đúc vàng như này. Rồi. Còn một thôi. Dây đồng đúc mặt to đùng. Dây bản 4cm các bác nhìn nó dày. Dày dã man luôn. Nhà em bây giờ chỉ còn cái ống điệu này thôi các bác nhá. Bác cá trai bác chỉ có hai mã ống điệu, một mã ống điệu là mã LV trắng. Bác vừa chốt vàng nó lại hủy trắng xong, bây giờ bác lại chốt ba cái nhà em hết rồi. Em chỉ chốt cho bác hai cái thôi. Vâng ạ, mẫu ống điệu này là 250 rồi, nhà em chỉ còn mẫu này thôi. Bác nào chốt thì lên mã ống điệu nhá, 250 nghìn, đẹp như này. Em cam kết là dây đồng đúc nhá. Và ống điệu cho bác toàn đâu? Đồng đúc ạ, và dây bò, dây da bò dày, dây da bò sáp cháy, cực đẹp luôn. Khẩu quá đỉnh. Đấy, chuẩn thì các bác như này cho em. Lên là đẹp được. Mã ông điệu nhá. Mã ông điệu này em còn này. Thoải mái bác ơi. Đây. Đây, em kéo ra này. 90 thoải mái. Phải con gà mái với bác Hà Phạm ơi. Đây này nó dài 120, 130 mà. Thoải mái luôn đó. Bác Hoàng Trần cho ông điệu lên dụng. Đấy các bác nhìn, quá đồng. Cái này mà các bác dùng lâu nó bẩn bẩn đi thì các bác dùng cái gala các bác lau một chút thôi là nó lại sáng bóng rồi này. Quá đẹp luôn. Đỉnh luôn. Rồi, các bác nhìn. Dây cơ hội này nó đổi cái dây gì cũng có để đổi lên. Có cái dây đấy màu bác Hoàng Trần cũng có chốt không ạ? Màu khác khác chốt mã ông điện cho bác Triệu Hùng. Bác Hoàng Trần không có bác Hoàng Trần không chốt. Thôi chốt xong nghỉ rồi mỏ các
đây đến màu nâu đúng không? Còn vừa sạc không? Sao? Dây như cả giống đấy, dây vẫn thế mà mặt dây quá khủng rồi, rồi ngạnh nhở, cầm mấy cái dây ngạnh chĩu tay luôn các bạn, bó đồng đúc. À, các bạn đỉnh chưa, dây nó nặng dã man rồi. Thật sự em thấy cái dây mới này nó quá chất luôn. Với cái giá 250 mà bác nào mà không thích kiểu chơi hàng si thì các bác chơi dây này nó quá đỉnh rồi. Bởi vì dây hàng si nhà em thì em ít khi em bán 250. Dây hàng si nhà em có con còn vài triệu. Cái dây em bán 5 triệu mà các bác còn tranh nhau chốt. Còn cái tầm 1 triệu với 2 triệu thì nhà em quá nhiều. Nặng dã man luôn. Cho anh dây vô sạc. Anh à? Vô sạc còn mất gì? Còn đâu? Gì hùng. Dây vô sạc nhà em hết rồi ạ. Hết rồi bác ạ, chờ bác hỏi ra thật anh đơn giản. Hết rồi. Hết rồi ạ. Thật ông địa cho bác xin quen lướng, bác Hoàng Trần. Bác Triệu Hùng. Nhi Nguyễn. Bác Trần. Dày nó nặng chất. Đấy em chỉ còn có thế này thôi. Các bác chốt ngờ. Đây là các bác nhìn thì nhiều này, nhưng nó có mấy dây thôi nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dây. Đó, nhìn nó dày. Nó dày, nó to. Nhìn rất khủng. Xong rồi nghe cái khủng mà lại ạch ạch ạch. Nghe cái khủng đấy là nó mắc cổ. Chả không thật. Bán thành nhiều lắm. Này. Rồi thôi em xin phép em xuống la nhá. Em chào cảm ơn tất cả các bác. Đấy, còn rơi ông địa bác nào nghiên cứu chốt thì chốt nốt. Để em xuống la. Rồi giờ hôm nay em lên được thế rồi ạ. Mỏi rồi. Mai bác nào cần giày gì nhỉ? Giày hiệu nhá. Nai đát hàng chất chất thì để mai em về được vài chục đôi. Bác nào anh mang ra mời được. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả các bác nhá. Hẹn các bác buổi tối ngày mai.